Trên các tuyến đường chính nội thành, các khu vực công cộng, nơi tập trung đông người, không khó bắt gặp tình trạng quảng cáo rao vặt sai quy định. Những mẫu quảng cáo rao vặt này có đầy đủ nội dung, số điện thoại, địa chỉ của người làm dịch vụ, chủ yếu viết trên giấy A4, được dán bừa bãi khắp các cột điện, bờ tường, gốc cây, công trình công cộng. Thậm chí, nhiều quảng cáo rao vặt còn được viết vẽ bằng sơn, mực in lên các cây cột điện, bờ tường, gây phản cảm và làm mất mỹ quan đô thị. Tôi thấy trên địa bàn vừa rồi thì có cái quảng cáo rao vặt là một cái tệ nạn cực kỳ là phản cảm đối với người dân. Để hạn chế tình trạng này, thành phố Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hình thức loại bỏ quảng cáo rao vặt trái phép. Nhiều tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ đã thường xuyên tổ chức các đợt ra quân bóc gỡ, sơn xóa. Tuy nhiên, chỉ được một thời gian ngắn, tình trạng này lại tái diễn. Cái thực trạng mà các tổ chức tín dụng tài chính rồi có quảng cáo về một hầm cầu vệ sinh được diễn ra tràn lan và làm mất mỹ quan của thành phố, thì thành đoàn, các cơ sở đoàn, các đội thanh niên tình nguyện đồng loạt ra quân bóc gỡ, tẩy xóa và sơn các cột điện, gốc cây, các điểm quảng cáo vặt trên các tuyến đường chính. Đồng thời, ban thanh đoàn tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong người dân và nhất là tuổi trẻ trong việc xây dựng đô thị văn minh, xây dựng các tuyến đường văn minh đô thị. Khó khăn nhất hiện nay vẫn là các tổ chức quảng cáo rao vặt về hỗ trợ tài chính, cho vay thế chấp, mua trả góp. Khi các đơn vị này in rao hàng ngàn tờ rao vặt, chờ đêm xuống cho người tỏa đi dán khắp các nơi, việc xử lý vi phạm gặp rất nhiều khó khăn. Phòng văn hóa Đông Thính có rất nhiều giải pháp, như về cả tuyên truyền, về cả kiểm tra, xử lý hành chính và đề nghị Sở Thông tin thông là chỉ đạo các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông thông báo cho các cái chủ nhân, các cái tổ chức cá nhân có số điện thoại vi phạm để là xử lý và không thực hiện quảng cáo. Mới đây, Phòng Văn hóa thành phố cũng đã làm việc với chủ nhân của 131 số điện thoại quảng cáo rao vặt bị ngừng hoạt động lên làm việc. Tuy nhiên, để xóa bỏ tình trạng này, ngoài nâng cao ý thức người dân, cần xử phạt nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm.